Năm 2023 tuổi nào xông nhà tốt cho tuổi Tý. Tuổi Tý thì có Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996. Thì đối với Nhâm Tý thì nên chọn canh Tuất 1970, canh Thìn 2000. Theo phong thủy hợp mệnh thì Ất Hợi 1995, Kỷ Sửu 2009. Thì đối với Giáp Tý thì nên chọn tuổi Bính Dần 1986, Bính Thìn 1976, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997. Tuổi hợp theo phong thủy mệnh là Ất Hợi 1995, Kỷ Sửu 2009. Đối với Bính Tý nên chọn tuổi Ất Sửu 1985, Ất Hợi 1995, Giáp Thìn 2004. Theo phong thủy hợp mệnh thì Ất Hợi 1995 và Kỷ Sửu 2009. Những cái tuổi xông đất đầu năm cho tuổi Tý ở trên đều phải là những cái người đang trong giai đoạn sức khỏe tốt, cường tráng, không ốm đau, bệnh tật, sống đạo đức, học giỏi, công việc tốt, gia đình không có vấn đề thì hãy nhận lời mời. Còn không thì không nên nhận lời đến là xông đất. Chẳng may trong năm gia đạo tuổi Tý mà có vấn đề lại cách cứ xông đất từ 3 đến 7 giờ là giờ đại cát quý vị nhé.